Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ hai ngày 19 tháng 12. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương xem xét thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung công việc khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Tài chính. Vĩnh Long họp mặt chúc mừng các vị linh mục, mục sư, tu sĩ, tín đồ Công giáo và Tin lành trong tỉnh nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022. Vĩnh Long đảm bảo nguồn cung gia súc gia cầm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2023. Ước tính toàn tỉnh có khoảng 10 triệu con gia cầm, hơn 200.000 con heo phục vụ thị trường dịp này. Sáng 19 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì hội nghị lần thứ 5 Quân ủy Trung ương để xem xét thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và một số nội dung công việc khác. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Bộ Quốc phòng. Năm 2022, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đạt được trong năm 2022. Năm 2023, Tổng Bí thư lưu ý Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tuyệt đối không được chủ quan, không để bị động bất ngờ. Phát huy vai trò nòng cốt và sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Kết hợp quốc phòng với kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết của Bộ Chính trị. Triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội, Bộ Tiêu chí quân đội hiện đại, quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh gọn mạnh, hoạt động đối ngoại quốc phòng thực chất, hiệu quả, bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. Chiều nay, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long tham dự hội nghị có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Theo đánh giá của Bộ Tài chính năm 2022, Bộ Tài chính đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Trong đó nổi bật là thu ngân sách nhà nước vượt mức dự toán được giao, với tổng số thu ngân sách nhà nước đến ngày 15 tháng 12 đạt gần 1.692 tỷ đồng, vượt 19,8% dự toán. Chi ngân sách nhà nước đến ngày 15 tháng 12 đạt 1.450 tỷ đồng. Công tác chi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn thảo nhiều vấn đề nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tài khóa, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát lạm phát, đảm bảo
cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo nguồn cho cải cách tiền lương, trong đó tập trung thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách trong thực thi công vụ, tích cực chủ động hội nhập tài chính quốc tế. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, chiều nay đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các vị giáo phẩm, các linh mục, mục sư tại Ban đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Tòa giám mục giáo phận Vĩnh Long. Cùng đi với đoàn có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Quân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại mỗi nơi đến, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến các vị giáo phẩm, các vị linh mục, mục sư cùng đồng giáo dân tín hữu đón mùa Giáng sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc, một năm mới an khang thịnh vượng. Bí thư Tỉnh ủy thông tin đến các vị linh mục, mục sư về những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị giáo phẩm, các vị linh mục, mục sư, chức sắc và đồng bào giáo dân, tín hữu, đồng thời mong muốn các vị linh mục, mục sư, các vị chức sắc tiếp tục vận động tín đồ, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo, sống tốt đạo đẹp đời và cảnh giác với mọi âm mưu phá hoại, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho Ban đại diện Hội Thánh Tin lành Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và Tòa giám mục giáo phận Vĩnh Long. Cũng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt chúc mừng các vị linh mục, mục sư, tu sĩ, tín đồ công giáo và tin lành trong tỉnh. Đến dự có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Hồ Văn Quân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, ông Hồ Văn Huân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, gửi lời chúc đến các vị linh mục, mục sư, tu sĩ, đồng bào công giáo và tin lành hưởng một mùa Giáng sinh và một năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc. Phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Năm 2022, các vị linh mục, mục sư, tu sĩ đã phát huy vai trò của mình cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, động viên đồng bào công giáo tin lành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực hiệu quả của các giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào công giáo tin lành. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tôi tin tưởng rằng với vị trí, vai trò là chức sắc chủ chốt trong các tôn giáo, các vị linh mục, mục sư, tu sĩ cùng với các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, động viên, đoàn kết, đồng bào, công giáo, tín hữu tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long đến dự có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, toàn ngành tư pháp đã chủ động thực hiện, ban hành sớm các văn bản để triển khai chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, địa phương và các nhiệm vụ đột xuất thuộc lĩnh vực quản lý. Một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như công tác xây dựng pháp luật nói chung, thẩm định rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng đã được quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt. Các báo cáo thẩm định của bộ ngành tư pháp
được các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật coi là kênh ý kiến quan trọng để quyết định ban hành văn bản, đã cơ bản hoàn thành bộ pháp điển sớm hơn so với lộ trình đề ra. Trong năm 2023, toàn ngành tư pháp sẽ tập trung 9 định hướng nhiệm vụ trọng tâm, gồm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Chú trọng kiểm tra, thanh tra, chuyên ngành kịp thời phát hiện các vi phạm, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp. Sau khi giám sát tại huyện Bình Tân trong sáng nay, chiều nay đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình. Khó khăn lớn nhất của huyện Tam Bình trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 hiện nay là thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cần bổ sung hơn 130 phòng chức năng, phòng bộ môn ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Hiện tỷ lệ giáo viên cấp tiểu học đạt trình độ đào tạo đại học sư phạm đạt hơn 87%, cấp trung học cơ sở gần 96%. Địa phương kiến nghị Bộ Giáo dục Đào tạo bổ sung nội dung tập huấn bồi dưỡng chuyên môn giáo viên và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đi sâu vào kỹ năng dạy học. Tỉnh cần quan tâm đầu tư nguồn lực cho ngành giáo dục của huyện để Tam Bình phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ghi nhận kiến nghị của địa phương, đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn huyện, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long lưu ý, Tam Bình tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đảm bảo công tác phân công, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp ở từng khối lớp, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên, tăng cường đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin, tạo môi trường làm việc sáng tạo cho giáo viên và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới. Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức phiên họp đột xuất tháng 12 để xem xét cho ý kiến đối với một số tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và xem xét một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các sở ngành tỉnh. Trong phiên họp đột xuất tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xem xét và thống nhất thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mẫu giáo có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo và giáo viên nhân viên kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về việc hoàn trả nguồn kinh phí Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ các năm trước. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét và cho ý kiến đối với báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Đại biểu thống nhất đánh giá kỳ họp vừa qua đã thành công tốt đẹp, đánh giá cao sự chủ động phối hợp chuẩn bị giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự điều hòa phối hợp tốt của Thường trực Hội đồng Nhân dân, sự nỗ lực tích cực các ban của Hội đồng Nhân dân, sự nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu và trả lời ý kiến kiến nghị cử tri của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chiều nay tại báo Vĩnh Long, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng báo Vĩnh Long tổ chức bình chọn và trao giải ảnh báo chí năm 2022. Tham gia giải ảnh báo chí năm 2022 có gần 100 tác phẩm của 14 tác giả. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết các tác phẩm ảnh báo chí dự thi đều thể hiện khá đầy đủ nhịp sống trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. Có nhiều tác phẩm chất lượng cao cả về nội dung phản ánh đến chất lượng nghệ thuật sẽ được báo Vĩnh Long chọn lọc và đăng tải trên báo in và báo điện tử trong thời gian tới. Ban tổ chức đã chọn và trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích cho các tác phẩm ảnh báo chí xuất sắc. Thưa quý vị, vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ở ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ cách nay 2 tuần, làm ảnh hưởng đến 22 hộ dân, trong đó có 12 hộ bị thiệt hại nặng. Thời gian qua, được sự hỗ trợ tích cực của địa phương và sự chung tay của cộng đồng đã giúp cho các hộ vượt qua khó khăn trước mắt,
tạm ổn định cuộc sống. Mất hoàn toàn hai căn nhà xuống sông Cổ Chiên trong vụ sạt lở. 7 người trong gia đình bà Đặng Thị Thẩm và các con được Ủy ban Nhân dân xã Hòa Ninh thuê phòng trọ để gia đình ở tạm. Ngay từ khi xảy ra sạt lở cho đến nay, bên cạnh sự quan tâm động viên của cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể các cấp, gia đình bà Thẩm và các con còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, động viên của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh. Chính quyền ở đây lo cũng chí tình, đó với bên mạnh thường quân cũng lo dữ lắm, lo từ miếng ăn tính chỗ ở tới cái vật dụng mình xài trong nhà cũng lo luôn. Chứ hồi mới thì cũng tôi cũng lo dữ lắm, mà giờ cũng yên tâm, cũng hơi mừng. Chính quyền cũng lo rất đầy đủ cho gia đình trong chúng tôi với 12 người nhà bị sạt lở hết, gạo chỗ ăn ở nước nôi đầy đủ hết. Rất cảm ơn chính quyền và các nhà hảo tâm. Tôi thấy sự giúp đỡ của nhà nước quan tâm á, như di dời rồi quan tâm người dân đó, tôi thấy tôi cũng yên tâm. Với lại quà cáp nè là cũng bằng nhau vậy, tôi thấy tôi cũng yên tâm ở chính quyền địa phương ở đây. Hay tin sạt lở đã làm ảnh hưởng đến 22 hộ dân của xã Hòa Ninh, liên tục trong những ngày qua, rất nhiều đoàn lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã trực tiếp đến xã gặp gỡ bà con để động viên, chia sẻ một phần khó khăn. Đặc biệt là đối với 12 hộ dân bị mất hết nhà cửa, tài sản đất đai do sạt lở. Chính quyền xã Hòa Ninh đã đến để chăm sóc cho bà con, hỗ trợ công tác di dời để ổn định cái cuộc sống tạm thời. Thì cái điều đó là bà con rất là yên lòng trong lúc khó khăn. Nhờ chính quyền nó giúp đỡ cho gì, thành ra gì ăn uống cũng đầy đủ, cũng có lãnh quà, lãnh nào kia nói ngay, cũng chắc cũng sống dài dài được. Địa phương thì sẽ là phối hợp tốt với cơ quan các cấp, dùng cái cùng với mạnh thường quân để mà tìm vị trí thuận lợi để mà cắt nhà cho 12 hộ bị sạt lở vừa qua, để họ có cái nơi ổn định để tiếp tục an tâm sản xuất và ổn định cuộc sống trong thời gian tới. Việc giúp đỡ san sẻ trong lúc khó khăn hoạn nạn với người dân bị ảnh hưởng sạt lở ở ấp Bình Thuận 1, một lần nữa cho thấy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta được tiếp tục phát huy. Với tình cảm và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự đùm bọc, sẻ chia của toàn xã hội làm ấm lòng các hộ dân nơi đây. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn để các hộ dân thêm phần an tâm, sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này thì các cơ sở hộ chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, đảm bảo đạt hiệu quả chất lượng cung ứng ra thị trường. Bên cạnh đó thì nhiều doanh nghiệp cũng tích cực tham gia chương trình bình ổn thị trường. Ước tính của ngành chuyên môn, đến tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh có khoảng 10 triệu con gia cầm, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn heo khoảng 200.000 con. Hiện các cơ sở hộ chăn nuôi đang tích cực chăm sóc để đàn vật nuôi khỏe mạnh, đạt trọng lượng, chất lượng cung ứng ra thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chuẩn bị cho năm Quý Mão, tôi sản xuất đàn heo cũng như là được 50 mấy con nuôi, mà cũng phải chăm sóc cho kỹ lưỡng đặng cho nó phát triển nhanh, đặng mình có lời được chút đỉnh. Tết Quý Mão này thì nuôi được 120 gà. Thì hiện tại bây giờ một con nó được 800 gram. Mà từ đây tới Tết nếu cái giá cả mà nó được từ 90-100 thì có lời chút đỉnh. Mùa lạnh thì tôi cũng chăm sóc thuốc men, chuồng trại cho kỹ lưỡng, cho gà nó tăng năng suất. Thực hiện chương trình bình ổn thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng thịt heo cuối năm và cao điểm Tết Nguyên đán 2023, toàn tỉnh có 7 doanh nghiệp cơ sở tham gia chương trình với giá cả ổn định. Theo đó, số lượng heo hơi sẽ cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh dự kiến trên 800 con mỗi ngày. Hiện nay đại siêu thị chỉ kinh doanh các sản phẩm của thịt heo bít xăng là chủ lực. Ngoài ra chúng tôi có kinh doanh cái hàng thịt heo đông lạnh. Nhưng mà
Để đảm bảo cho nguồn cung hàng này thì chúng tôi đã chuẩn bị cái nguồn hàng gấp đôi so với bình thường. Bình thường thì chúng tôi khoảng 6 tấn một tháng. Mặt hàng này cũng đăng ký bình ổn để có thể là giúp cho cái giá cả ổn định. Tổng cái lượng đàn gà của tỉnh Vĩnh Long thì có khoảng 7 triệu con. Thì cái số lượng này dĩ nhiên là tiêu thụ trong tỉnh thì không thể nào hết, mà còn có khả năng cung cấp ra các tỉnh bên ngoài. Thì chúng ta không có lo lắng về vấn đề cái nguồn cung của thịt gà. Bên cạnh đó thịt heo thì hiện nay mặc dù tổng đàn chỉ còn lại khoảng 200.000 con, có giảm nhiều so với những năm trước. Tuy nhiên với cái lượng heo hiện nay trong tỉnh thì các khả năng có thể đáp ứng một phần nào đó cho tiêu thụ trong trong nội bộ tỉnh. Và chúng ta cũng có những cái sản phẩm nhập về từ những tỉnh khác theo cái hệ thống siêu thị ở trên đồng tỉnh Vĩnh Long cũng phát triển rất mạnh, thì chúng ta cũng yên tâm về cái khả năng cung cấp về thịt heo. Nhu cầu sử dụng thực phẩm trong dịp Tết luôn tăng. Dự báo năm nay, nhu cầu sử dụng thịt gia súc gia cầm sẽ tăng từ 10 đến 20%. Với sự chuẩn bị nguồn cung heo hơi và gia cầm hiện có, sự tham gia bình ổn thị trường của các doanh nghiệp trong tỉnh và sự linh hoạt nguồn cung giữa các tỉnh thành sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thưa quý vị, Tết đến xuân về là lúc các làng nghề truyền thống trên khắp cả nước tất bật chuẩn bị hàng hóa, sản phẩm, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thời điểm này khi còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, làng mứt ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng đang rộn ràng giao vụ. Và trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý khán giả cùng đến với hình ảnh về những cơ sở làm mứt truyền thống tại thị xã Bình Minh mà khi bước vào như lạc vào thiên đường của hương thơm và màu sắc. Chính là bác làm rồi. Miễn có mẹ nhỏ nhỏ bác làm lần đặng bán lần tới vậy đó. Vâng ạ, các loại bánh mứt truyền thống vẫn luôn là những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình khi Tết đến xuân về. Màu sắc của các loại bánh mứt tượng trưng cho hạnh phúc và may mắn trong năm mới. Còn với người dân tại làng mứt ở thị xã Bình Minh, đây cũng là dịp để nhiều lao động địa phương có việc làm, kiếm thêm nguồn thu nhập cuối năm để trang trải cho gia đình. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.